xin chào bà con. Vợ chồng mình đang đạp xe đạp, mình đang tìm bồn, mình đạp xe đạp đi ra phố nha các bạn con. Mình gắn á, gắn em bồ ở trước xe đạp, mà hy vọng là em thấy nó được cái mặt này. Mà nó không thấy mặt rõ á, tại vì ở gần quá. Quay cho bà con thấy farm nha. Con thấy farm chưa? Farm này là trồng xà lách nha các bạn. Xà lách khiếp chưa? Quá chừng luôn. Thấy farm chưa? Hôm nay mình sẽ đạp lên Bố Mai, đạp lên qua Bispo Beach, mình sẽ đi hành trình Bispo Beach. Ở chỗ đó là Atiso nha các bạn, cái chỗ xanh dờn á, Atiso. Rồi, mình đã ra lộ rồi. Quá dốc dữ chứ. Xe đó vậy. Kiếm cái ghi đồng cào ha. Đi đào đường là trước chút. Đi dốc hả? Số bự. Chậm, mới nhẹ hả? Mình đang quay vợ mình song song con vợ. Nàng đang đạp xe đạp. Giống như Việt Nam đi học á. Sao đó hết xe rồi. Lên phố là mình phải quẹo trái á mà.
mình đạp bên đây hay đạp bên kia? Dưới luôn hả? Tại đây xẹp vỏ quá. Đang lên phố chạy 4 ngày à, hay là chồng mình đi hấp hôn nè, 21 năm anniversary thì mình cưới nên chồng mình đi ở Việt Nam, ở Fishmobile. Quẹo đi đây, đóng cửa hết rồi cho nên em đi lát tà hồ, lát tà hồ cũng đóng luôn, sao toàn không biết thôi. Đi đường này đồng này lá không đi. Đường này lá mà êm đó. Đầy hết à. Mình đi nay ngày thứ hai, ngày hôm qua tới nay trời ở đây nó mù bạch luôn. Trời mù các bạn, trời mù đó. Tay phải á là thắng sau. Thank you. Morning. Chạy thắng luôn.
hoài đó. Rồi đường láng rồi. Lên số cao đạp có nhẹ không? Nhà tiếu à? Lên dốc mà nó cao luôn, phải qua cầu nữa. Đạp lên nổi luôn không? Vô khu tư 1, 2, 3. Bên kia mới có đường đi mẹ ơi. Bên kia kìa, đi qua cái cầu kìa. Băng qua đi. Ồ, có xe rồi. Thì chừng nha. Cắt qua đây nè, đường đi bộ à. Đạp không nổi nên hả? Có số lần cho số gì rồi số cạnh nhỏ số xe nào cũng có đó. Vượt số rồi. Vượt số rồi các bạn. Hai. Trời mắt rơi à.
cát á. Này buổi quá chừng mình phải ngừng xe, mình phải đeo khẩu trang thôi. Đây ra biển hả?
ngang qua. Ở đây có mà, đây có bay mà. Chạy ngược nó dễ thấy hơn, đừng chạy xuôi. Vòng quá luôn. Tới biển rồi các bạn. Một lát container stop ở đây. Mình đậu xe đây hả em? Hả? Đậu đâu? Buộc ở đây được không? Xa xa. Cái này được không?
đâu. Nó bao đậu đây được không? Thôi Phật kinh. Đây là cái cửa hả? Đây là cái gậy hả? Xe đạp có khóa không? Đây được không? Good morning. Good morning, how are you? Good, how are you? Mình đang lấy cái cọng dây này ra. Hả? Không. Không có đeo. Đeo làm gì? Câu mình đâu có câu được. Câu nhỏ quá. Thôi. Chắc là có nhiều nó mới để lại.
tới biển rồi. Mình ra mình quay biển cái còn thấy. Cát. Ông bà này là đi không ra gà vàng nè. Gà vàng nè các bạn. Thôi nè. Mấy cô già đi gặp vàng chơi. Chó đi bộ. Morning, mọi người đi em. Good morning, bà con. Good morning, hai vợ chồng mình là hai vợ chồng mình đang đi ra ngoài biển. Sửa lại cho chồng mình đi ra ngoài biển hết rồi. Chó cát đây nhiều quá, xe chạy xuống lúng cho nè. Sao trước hồi đó mình chạy được mà nay nhiều quá, chắc cái đường kia hơi ấy, đi ra ngoài thì nó mới cứng. Chạy được nhưng mà nó cũng cực cực. Buổi sáng tin là ngủ xong rồi tỉnh táo ha. Còn thấy biển rất sáng không? Tại vì nguyên cái bang California bị cháy rồi các bạn. Nguyên California bị cháy cho nên đó. Các bạn thấy trời mù mịt không? Trời mù mịt biển mù mịt luôn. Bên đem license để mình bắt sò, để cho bắt sò. Ăn mù mịt không? Xin chào bà con. Good morning bà con.
sao cái này nó quay tùm lum rồi, mới quay lại rồi. Xin chào bà con, mình đang ở biển Bisnovis. Mình với vợ mình đã đạp xe đạp rồi. Gió thổi à. Mình với vợ mình đang đứng ở Bisnovis. Ở Bisnovis. Sáng thứ tư mà trời phù bình thấp, trời rất là buồn, cho nên nó là cho nên mình đạp xe đạp bên đây. Mình đạp xe đạp bên này á các bạn, ba mà máy muốn đi đến thì tì thì nó sẽ xa hơn, nên mình quên đem license á, đồng nghĩ là mình sao trong không quên. Bây giờ là tiết cũng đã dài cho nên xin chào các bạn, hẹn các bạn tiếp tới. Bye bye, bye bye nha các bạn.